con súp điện Pioneer nè. À, mình đã giới thiệu thì giờ có khách chốt rồi ha. Khách Sedona chốt. Bây giờ sẽ lắp vào đây ha. Đây, sẽ lắp vào con Sedona này. Anh em. Nhanh gọn. Khách là nhanh gọn đây. Đây là bộ dây dắt của nó ha. Đó. Đây sẽ lắp con này. Đây là thay vào đồ hiệu. Trên xe đang có con tàu, tháo con tàu ra bỏ nè. Con này là con tàu đời mới nè. Tiếng không hay tháo ra bỏ nè. Giờ này đang tháo ra bỏ, giờ lắp con này vô. Ha. Đó. Nhanh gọn. Tiếng bao hay, bao phê. Đồ xịn này lúc nào nó cũng có đẳng cấp. Đây là đẹp nha anh em. Giờ đang tháo ra để mình lắp đặt nó vào.